CDC Nghệ An vừa thông tin, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại 15 huyện thành thị, trong đó có 25 ca nhiễm cộng đồng tại Nghĩa Đàn, thành phố Vinh, Đô Lương, Thanh Chương. 41 trường hợp còn lại đã được cách ly từ trước, ghi nhận 28 ca có triệu chứng, 38 ca không có triệu chứng. Hiện số bệnh nhân đang điều trị là 1.058.